hai bếp giữa lòng tàu về ga được đảm bảo an toàn. Đang nói cho ba Hà Nội về đi thành phố Hồ Chí Minh trên đường ga trên đường sắt số 3 Trần Đăng chạy chậm. Đây là quang cảnh tèo vờ sân ga và ga Diêu Trì. Đỡ nói cho các bạn biết. Bay xíu xíu à. Tèo đỡ về. Trong sân ga Diêu Trì. Quý khách có lẽ xuống ga kiểm tra lại.